Mình không biết là để cho tập được một cái bài nhạc ra như vậy thì bạn đã dành bao nhiêu lâu, bao nhiêu thời gian để mà suy nghĩ ra được cách mash up và cách hòa âm? Thật ra thì cái bài này mình chỉ có một cái khái niệm sơ sơ về cái cấu trúc bài thôi, thì mình chỉ biết được cái hợp âm của bài, mình biết được mình sẽ chọn lựa cái đoạn nào để mà mình chơi, xong rồi mình cứ thấy thích đoạn nào thì mình có thể tìm cách mình chuyển sang cái bài sao cho nó mượt nhất, thì mình biết được cái hòa âm nó như thế nào, mình có thể lợi dụng nó để mình chuyển cái tiết tấu và cái bài để cho nó nghe nó thuận tai. Bởi vì Ngọc là người chơi đàn thì Ngọc rất là đánh giá cao bạn, bởi vì không những là bạn rất là chịu mày mò nghiên cứu về cái việc là hòa âm nhạc ra, mà không phải ai chơi piano ở Việt Nam thì cũng sẽ tìm hiểu về cái này đó. Thì và mình cũng được biết là bạn là người tự học chứ không phải là theo trường lớp bài bản nào hết, và đây là một điều mà mọi người rất là phải đáng rất là khâm phục bạn ở cái việc là ý chí của bạn cũng như là cái khả năng tự học và tự nghiên cứu của mình, đó là một điều rất là đáng khen. Và trong suốt thời gian mình biết bạn qua những cái hoạt động tham gia piano trong ở thành phố Hồ Chí Minh, thì còn biết bạn là một người bạn rất là sẵn lòng để mà chia sẻ những cái hiểu biết, những kiến thức của mình. Và đây là một cái đặc điểm tính cách mà mình rất là thích ở bạn, đó là mình chịu tìm tòi học hỏi và mình cũng rất là cởi mở để mà chia sẻ kiến thức của mình. Và về cái phong cách chơi của bạn thì mỗi lần mình cảm thấy bạn sinh ra là để chơi nhạc jazz chứ không phải là những nhạc pop đâu. Bởi vì trước đây có từng nghe bạn chơi nhạc pop nhưng mà bạn chơi nó cũng ra nhạc jazz thôi. Cho nên là mình nghĩ bạn sinh ra là để chơi nhạc jazz và hãy theo Cảm ơn. đuổi cái phong cách này, một cái nét đặc biệt của bạn. Và xin chúc bạn thành công và tiếp tục theo đuổi cái đam mê của mình.